quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mốc Hôm. Hiện tại thì anh Diệu đang có mặt tại Bến Lức của Long An. Ngày hôm nay thì đội ngũ của Mốc Hôm sẽ đến công trình của gia đình cô Hồng với mục đích là chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ động thổ cho gia đình. Cô Hồng là một khách hàng lựa chọn Mốc Hôm làm đơn vị thi công trọn gói một công trình mái Nhật 2 tầng mang phong cách kiến trúc tân cổ điển quý vị. Khi mà quý vị lựa chọn công ty của chúng tôi để thi công trọn gói thì chắc chắn là sẽ có được rất là nhiều những quyền lợi. Một trong số đó chúng tôi sẽ đứng ra để tổ chức buổi lễ động thổ khởi công, và tất nhiên chi phí sẽ do công ty của chúng tôi lo liệu nè. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từ máy móc, trang thiết bị, vị trí tổ chức lễ cũng như là mâm cúng. Chia sẻ với quý vị là Mốc Hôm cũng sẽ có đội ngũ phong thủy để đồng hành cùng với quý khách hàng trong việc lựa chọn ra ngày giờ tốt động thổ khởi công, cũng như là sẽ ứng dụng những vấn đề phong thủy vào trong thiết kế thi công xây dựng công trình, đảm bảo mang đến nhiều điều may mắn và cát lành. Đặc biệt là khi quý vị lựa chọn chúng tôi thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế, vị trí, chỗ ăn, chỗ ở, lán trại cho đơn vị thợ thi công thì quý vị không phải lo đâu ạ. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một buổi để chúng tôi có dịp gặp gỡ giữa các bên về phía công ty nè, cũng như là phía chủ đầu tư, và sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của gia chủ với những điều mong muốn cho Mốc Hôm trong quá trình tiến hành thi công xây dựng công trình. Hiện tại nếu như quý vị quan sát thì chúng ta cũng thấy là máy móc đã được tập kết rồi nè. Vị trí để tổ chức buổi lễ thì cũng đã được chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ càng. Bên cạnh đó thì mâm cúng chúng tôi cũng đã có chuẩn bị ở phía kia. Và bây giờ thì anh Diệu xin mời quý vị sẽ cùng tham quan một vòng vị trí mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức buổi lễ động thổ. Đầu tiên hết là mâm cúng ở đây quý vị chúng tôi đã có chuẩn bị. Tiếp theo đó là vị trí mà chúng ta sẽ diễn ra lễ ở đây nè, bao gồm có backdrop của buổi lễ khởi công xây dựng, hộc cát nè, cũng như là vị trí của bàn ghế. Và tổng quát một vòng xung quanh thì hiện tại là chúng tôi đã tập kết có máy móc nè, cũng như là cọc ép, và đội ngũ thợ xây thì cũng đang sẵn sàng để có thể là tiến hành những giai đoạn đầu tiên của quá trình thi công xây dựng công trình cho gia đình cô Huỳnh Thị Thanh Hồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức thực hiện nghi thức lễ khởi công công trình của nhà cô Hồng ở Long An. Và thực sự thì nghi thức khởi công luôn là một nghi thức rất là quan trọng nha quý vị. Dân gian Việt Nam có câu là đầu xuôi đuôi lọt, đúng không nào? Cho nên là quá trình khởi công nó sẽ đánh dấu là bước đầu tiên để mà chúng ta bắt đầu triển khai thi công công trình. Cầu mong là mưa thuận gió hòa, mọi việc sẽ thật là suôn sẻ. Đây sẽ là bước để báo cáo với thần linh thổ thần thổ địa ở khu đất. Đến với buổi lễ khởi công ngày hôm nay thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào không lắng nghe những ý kiến chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư. Xin mời tiến lên phía trước, đó chính là cô Hồng sẽ có đôi lời chia sẻ. Dạ vậy thì cô ơi, không biết là ngày hôm nay khi là chính thức là khởi công công trình, vậy thì từ phía chủ đầu tư thì mình có những cái mong muốn gì đến đội ngũ thi công của Mốc Hôm không ạ? Cái căn nhà này là căn nhà tâm huyết của gia đình, nên muốn chủ đầu tư muốn là công ty xây dựng phải đúng tiến độ, với lại đúng bản thiết kế, giống như là vật liệu, vật tư thì cũng giống như là trong bản hợp đồng vậy. Dạ, vậy thì không biết là mấy hôm nay khi mà mình quan sát những cái bước đầu tiên khi mà khởi công thì cô cảm giác như thế nào ạ? Thấy cũng tốt á, ban đầu á, cũng lên tới cũng đúng hẹn. Trước mắt là rất là đúng về tiến độ đúng không cô? Vậy thì cũng rất là hy vọng ha, là công trình của mình sẽ thi công kịp tiến độ, thậm chí là vượt tiến độ cô ha. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Và sau khi đã lắng nghe những chia sẻ từ phía chủ đầu tư thì bây giờ xin mời tiến lên phía trước, đó chính là giám đốc thi công anh Thịnh sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin mời. Vậy thì anh ơi, mình là đại diện của công ty Mốc Hôm là giám đốc thi công, thì không biết là anh sẽ có những cam kết gì về chất lượng cũng như là tiến độ thi công đối với gia chủ ạ? Được sự tin tưởng của chủ đầu tư thì tổng công ty Mốc Hôm cũng sẽ cam kết là thực hiện đảm bảo công trình là sẽ đúng với cả thiết kế, chất lượng và tiến độ thì sẽ cố gắng hoàn thành hoặc là vượt chỉ tiêu. Đấy, thì cam kết với chủ đầu tư là sẽ đảm bảo vượt chỉ tiêu. Vậy thì với công trình của nhà cô Hồng thì không biết là mình dự kiến nha, là tầm khoảng là bao lâu là mình có thể bàn giao gia chủ ạ? Trong hợp đồng thì công việc có thể triển khai từ 4 tháng rưỡi đến 5 tháng, nhưng mà cam kết với chủ tư là có thể là bàn giao cho khách hàng trước 4 tháng. Wow. Đây là một cái lời cam kết phải nói là cũng rất là quyết tâm nha, cho nên mọi người cho một tràng pháo tay cho anh Thịnh được không ạ? Rồi, cảm ơn anh.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện nghi thức gọi là cũng rất là quan trọng ha, đó chính là nghi thức xúc cát để đánh dấu chính thức khởi công, thi công công trình của nhà cô Hồng, và xin mời tiến lên phía trước, mọi người sẽ cùng thực hiện nghi thức này ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức thực hiện, đó chính là nghi thức xúc cát, và mọi người sẽ xúc giúp An là 9 lần nha. Và bắt đầu 1, 2, 3, bắt đầu. Và sau khi đã thực hiện xong nghi thức xúc cát thì bây giờ đội ngũ xe cơ giới sẽ chính thức sẽ có những bước đầu tiên để hoạt động cũng như là đánh dấu khởi công công trình của nhà cô Hồng quý vị nhé. Xin phép chia sẻ thêm một số thông tin liên quan đến công trình để cho quý vị sẽ có thêm những cái nhìn khái quát. Trên tay anh Diệu lúc này chính là bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Bên trong thì những nội dung sẽ cực kỳ chi tiết quý vị, liên quan đến những hình ảnh 3D ngoại thất, bốc mái, công năng, các thông tin về kỹ thuật cũng như là điện nước và kết cấu. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua về ngoại thất của công trình đi quý vị. Đây sẽ là một công trình mang phong cách kiến trúc tân cổ điển. Tổng thể công trình hình khối được sắp xếp rất là hợp lý, đang xen giữa các khối chính và các khối phụ nè. Đặc biệt là chúng tôi sẽ sử dụng gam màu trắng để làm màu nền. Bởi vì ở những công trình mang phong cách kiến trúc tân cổ điển thì chúng ta thấy là đã có nhiều chi tiết trang trí rồi. Việc sử dụng màu trắng sẽ làm cho công trình trở nên là tinh tế, đẹp và trang nhã hơn. Kích thước xây dựng của công trình thì chiều ngang sẽ là 9,8m và chiều sâu thì sẽ là 18,2m. Diện tích sử dụng mà chúng tôi tính được ra tổng của hai mặt sàn sẽ là khoảng 233m2. Các khu vực chức năng ở bên trong thì lần lượt sẽ bố trí. Tầng 1 bao gồm có vị trí của phòng khách nào quý vị, phòng bếp ăn, phòng thờ, có một phòng ngủ, khu vực tắm và khu vực vệ sinh chung. Còn ở trên tầng 2 thì sẽ là khoảng không gian của phòng sinh hoạt chung nè, có phòng karaoke, có thêm 3 phòng ngủ nữa, khu vực tắm, khu vực vệ sinh cũng như là sân phơi. Về chiều cao của công trình thì chúng tôi cũng sẽ có sự tính toán sao cho đảm bảo về mặt thẩm mỹ nè, cũng như quá trình mà chúng ta sinh hoạt ở bên trong thật sự thoải mái. Tầng 1 thì kích thước chiều cao là 3,9m, tầng 2 sẽ có kích thước là 3,6m và phần mái thì sẽ là 2,9m. Một bộ hồ sơ quý vị thấy sẽ rất là dày, chúng tôi gửi đến tận tay của quý khách hàng để cho đầu tiên là gia chủ có thể dễ dàng nắm bắt thông tin, và thứ hai là đơn vị thợ thi công dễ dàng căn cứ vào đây để có thể là thực hiện theo đúng những gì mà chúng tôi đã thiết kế ban đầu. Trong quá trình xem tham khảo, nếu như quý vị quan tâm đến vấn đề chi phí liên quan đến vật tư vật liệu thi công xây dựng công trình cũng như là các trang thiết bị thì chúng tôi sẽ có gửi đến quý khách hàng quyển catalog vật liệu mẫu của Mockhome. Tại đây thì tất cả các hình ảnh sẽ được chúng tôi thể hiện rất là rõ ràng, kèm với đó là mức chi phí. Thế nên là khi mà quý vị xem thì chúng ta có thể là dễ dàng lựa chọn cũng như là chủ động ngay từ đầu về vấn đề chi phí thi công xây dựng. Nếu quý vị quan tâm thì có thể liên hệ để Mockhome gửi những quyển catalog như thế này đến tận tay. Đặc biệt là quý vị có thời gian thì có thể đến với văn phòng làm việc của Mockhome, có địa chỉ tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột hoặc là tại Cần Thơ. Và tiếp theo nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về vấn đề kỹ thuật đến từ Mockhome liên quan đến công trình của gia đình cô Hồng. Kế bên anh Diệu chính là anh Thịnh, là giám đốc thi công công trình của gia đình cô Hồng ngày hôm nay. Bây giờ thì em nhờ anh Thịnh chia sẻ về giải pháp thi công thuận lợi ở công trình này nha. Ok. Nhất là công trình được xây dựng ở Long An thì cũng là một trong những khu vực mà có nền đất là yếu. Cho nên là cái biện pháp mà tổ chức thi công thì được sử dụng là móng ép cọc. Đấy thì công tác ép cọc để đảm bảo cho độ an toàn của kết cấu công trình. Vậy thì bước đầu tiên của quá trình thi công xây dựng là chúng ta sẽ tiến hành những công tác gì ạ? Khi bắt đầu để ép cọc thì bản thân là mình phải san lớp sơ bộ mặt bằng để có được cái mặt bằng để đặt được các dàn tải. Sau khi có mặt bằng rồi thì bắt đầu công tác đặt dàn tải và bắt đầu ép cọc. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh. Và anh Thịnh cũng là một trong những giám đốc thi công hoàn thành rất là tốt công việc của Mockhome từ trước đến nay. Hy vọng là với công trình này thì anh Thịnh có thể là mang đến cho khách hàng, đặc biệt là cụ thể ở đây là gia đình của cô Hồng, một công trình đẹp giống như những gì mà công ty đã thỏa thuận cũng như là cam kết ạ. Ok, anh xin hứa.
Vậy là buổi lễ động thổ công trình mái Nhật 2 tầng của gia đình cô Hồng tại Bến Lức Long An đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những giai đoạn tiếp theo thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có liên tục cập nhật thông qua các video đăng tải tại nền tảng YouTube của Mốc Hôm, là kênh YouTube Mốc Hôm hoặc là kênh YouTube Nhà Đẹp Mốc Hôm. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm, dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.